hàng rài cuối năm đây nè, này xe rồ khủng đây, xe rồ có lam này, cái lam đây này, lam chạm phá em còn chút lập, còn mấy cài US US 35. Số luôn nè anh em, xài hộp số luôn chưa phải xài thủy lực nha, xài hộp số luôn. Không sao, xích mới tinh. Mấy cái đời mà ra lê tì cỡ này là nó chạy nhanh lắm nè anh em, hai tì đẩy mới tinh nè. Mấy con 1.5 giờ. Xích máy tinh này cho mấy anh miền Tây cổ đất hết ý. Đây có xe trúc lặc, trúc lặc mini cho mấy anh em chạy Y20Q, cũng xe nhỏ xíu hả, nhỏ mà nó này nó tháp cao, có mái che luôn. Dễ thương kìa, này mà mấy anh chạy vật liệu xây dựng thì thôi hết ý. Nó nằm ngang đây là tích. Hỏi về vỏ máy tên 13 máy, 2 cầu chờ được lái. Con này 2 cầu chờ được lái nè, 2 cầu chứ không phải 1 cầu nha anh em. Xúc 2 cầu, con này tháp cao dữ à. Nhích nhích cho em miếng nữa đi anh. Con đó anh treo rồi bắt bánh giùm em luôn nha.
nhỏ bự dữ. Với mấy anh em làm cho kịp đấy. Rồi thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nha. Anh em ơn con nào thì cứ liên hệ ha.